Xin kính chào các bạn học sinh, chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái bài toán về phương trình lượng giải. Thì cái giải của nó, phương pháp giải của nó cũng không không có gì đặc biệt, nhưng mà vấn đề ở đây là cẩn thận, các bạn cẩn thận không gặp nhiều những cái sai lầm, sai sót khi giải. Đấy. Đặc biệt là phương trình lượng giải mà có ẩn ở mẫu số này, hoặc là phương trình lượng giải mà có ẩn trong chấu căn này, thì rõ ràng gặp làm cho chúng ta nhiều cái lúng túng và bỡ ngỡ, và không khéo là chúng ta có thể gặp những cái sai lầm. Và hôm nay thì với một bài toán như vậy, hy vọng rằng là qua cái bài toán này sẽ giúp các bạn học toán phân phương trình lượng giải một cách chắc chắn vững vàng nha các bạn nha. Bây giờ này, cái phương trình này có ẩn ở mẫu này, thì các bạn nhớ đây là tan này là bằng sin đến cột này, và tan ở mẫu thì sin với khả không, cột với khả không, tức là sin của điều kiện ở đây là sin nhân cột khả không này, sin của x trừ pi trên 4 này nhân với sin của x cốt nhá, nhân với cốt nhá, của x trừ pi trên 4 phải khác không đấy. Tương tự như vậy, điều kiện là sin của x trừ pi trên 4 cộng pi trên 4 nhân với cốt của x cộng pi trên 4 phải là gì? Phải khác không các bạn nha. Đấy. Và dạng là sin sin a cột b khác không, tức là sin a alpha khác không, tức là sin của gì? 2 x trừ pi trên 2 khác không. Đấy. Còn đây là sin của 2 x cộng pi trên 2 khác không. Đấy. Thì cái sin của 2 x trừ pi trên 2 khác không thì cũng tương tự với là cái này chính là trừ này, cái này sẽ tương đương với gì? Sin này chính là trừ cột 2 x khác không. Đấy. Còn cái này chính là sin của cột của pi trên 2 trừ cái này. Cột 2 sẽ khác không. Đấy. Đấy, vậy thôi. Để cái chuyển sang cột là bằng cột của pi trên 2 trừ cái này. Pi trên 2 hệ là cột trừ 2 sẽ chỉ là cột 2 sẽ khác không các bạn nhé. Vậy chung quy là cột 2 sẽ khác không. Thì tương đương với là x 2 sẽ khác pi trên 2 cộng cả pi, tức là x khác gì? Pi trên 4 cộng với cả pi trên này, cả thuộc diện này các bạn nhé. Đây là điều kiện này sơ, các bạn cần nhớ như vậy. Thì lúc này các bạn nhớ là tan sơ trừ pi trên 4 thì sẽ bằng tan sơ này trừ tan pi trên 4 là 1 này, để 1 cộng với tan sơ, tan pi trên 4 là tan sơ này. Đấy. Còn tan x cộng pi trên 4 này là bằng tan x cộng với tan pi trên 4 là 1, trên 1 trừ tan pi trên 4 tan x, tan x. Rồi chưa? Giờ đó hai cái biểu thức này nhân lại với nhau là 1. Vậy từ đấy suy ra lúc đầu nó công kênh như vậy, bây giờ nhân lại với nhau là 1 rồi. Tan của x trừ pi trên 4 nhân với tan của x cộng pi trên 4 bằng 1. Các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ thầy như vậy. Và lúc đó là cái mẫu này được thay bởi là 1. Đấy. Còn sin 16 cộng cột 16, các bạn nhớ này. Sin 16 x cộng với cột 16 x. Thì các em biết bằng 1 trừ đi 3 phần 4 sin bình phương 2 giờ. Đấy. Vậy dẫn đến cái phương trình mẫu là 1 rồi, giờ là 1 trừ đi 3 phần 4 sin bình phương 2 giờ bằng trừ 1 phần 4. Đấy. Xong rồi các bạn.
Cái chỗ này thầy nhầm một chút các bạn này nhé. 8x trừ 1 này, trên 1 cộng 8x này. Đấy, 8x cộng 1 cái rút còn là 2 cái là bằng trừ 1 các bạn nhé. Đấy, bằng trừ 1 này. Cái đó cái phương trình này, cái mẫu số là trừ 1 này. Cái này trên trừ 1 là cộng 1 phần 4. Đấy. Vậy cái này sẽ bằng là sin bình phương 2x là 3 phần 4 cái này bằng 1 trừ 3 phần 4 này là 3 phần 4 bằng 1 này. Sin bình phương bằng 1 thì đảm bảo là nó khác không các bạn nhé. Đấy. Yêu cầu đấy là cái này là sin bình phương bằng 1 1 trừ 1 phần 4 1 trừ 1 phần 4 là 3 phần 4. Vậy 3 phần 4 bằng 3 phần 4 sin bình phương x. Vậy sin bình phương x 1 thì tương đương với cột 2x bằng 0. Đấy. Đấy. Cột 2x bằng 0. Với sin bình phương là bằng 1 các bạn này. Đấy. Sin bằng 1 thì cột 2x bằng 0. Mà điều kiện của chúng ta là bằng gì? Sin nhân cột cả 0 này. Thì đây chính là sin là cột của 2x phải khác không? Cho đó cái phương trình này vô nghiệm các bạn nhé. Vô nghiệm. Các bạn hiểu chưa? Vậy cái phương trình này là vô nghiệm. Các bạn nhớ chỗ này ta đổi chiều điều kiện này. Sin bình này, đây cái chỗ này nhé. Xem thử ra được chứ, có vấn đề nhầm lẫn hay không. Đấy. Cái bằng 1 đúng rồi. Bằng trừ 1. Cái này. Bằng rồi, cái này. Hai cái nhân lại bằng nhau, bằng trừ 1 đúng rồi. Cái rút con với nhau này, bằng trừ 1 đúng rồi. Vậy là 1 trừ 3 phần 4 sin bình phương 2x trên trừ 1 bằng trừ 1 phần 4 tức là 1 trừ 3 phần 4 sin bình phương x là bằng 1 phần 4. Vậy sin bình phương 2x bằng 1 thì cột bằng 0 mà cột bằng 0 thì ta loại mất rồi các bạn nhé. Đấy. Đấy, 8 bằng sin cột này. Thì sin cái này khác không thì cột cái này khác không tức là sin nhân cột khác không. Đấy, cái từng cái này cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Đấy, về linh hoạt một chút. Vậy suy ra cái phương trình đã cho là vô nghiệm các bạn nhé. Các bạn nhớ xem video trên kênh một thời là phải xem đi xem lại nhiều lần phải xem hết video đó. Và đặt trên nháp và làm khi xem xong đặt trên nháp và làm xem cô làm được hay không đó, thì mới hiệu quả này. Còn các bạn mà xem vlog hoặc xem nữa thì không không hiệu quả đâu các bạn nhé. Mà các bạn phải học thật sự, thầy nhắc các bạn đó là các bạn phải học thật sự, làm việc thật sự, học chẳng tha, học 15 phút thật sự còn hơn ngồi một buổi mà không học, không tập trung. Các bạn phải tập trung hết cỡ các bạn nhé. Đấy. Kênh của thầy là kênh học toán mà các bạn đến với kênh của thầy thì phải là học toán thật sự, còn nếu không học thật sự thì rõ ràng kết quả không chẳng là bao nhiêu. Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những dịp gần nhất.